quý vị, để tiếp tục tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh ra quân cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ và quyết tâm kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông, từ cuối tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đồng loạt ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Về phía đội thì kết hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát khác là tổ chức tuần tra khép kín địa bàn 24/24, đó là để nhằm phát hiện những cái hành vi như uống rượu bia, đó là hoặc là cái chở quá khổ quá tải trên các cái tuyến tỉnh lộ, đường huyện lộ và các cái đường liên xã. Qua 2 tuần thực hiện cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 449 cuộc tuần tra, qua đó phát hiện lập biên bản 1.592 trường hợp vi phạm. Trong này có 660 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 124 trường hợp ô tô vi phạm tốc độ, với tổng số tiền xử phạt gần 4,6 tỷ đồng, tạm giữ 863 phương tiện. Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh và lực lượng cảnh sát giao thông huyện cũng như là các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt công tác tuần tra xử lý để phát hiện nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, về quá tốc độ, về quá khổ quá tải, các vi phạm khác mà có thể gây ra tai nạn giao thông. Bên cạnh đó sẽ huy động lực lượng công an cấp xã cùng với lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở mới được thành lập để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý ngăn chặn các vi phạm về trật tự an toàn giao thông ở ngay địa bàn cấp xã, ở các tuyến đường liên xã, liên huyện và được các tỉnh lộ để hạn chế các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức của người tham gia giao thông và hình thành văn hóa đã uống rượu bia không lái xe.